kết thúc tắt rồi cũng quay tới đây. Ngày nào cũng đợi, không để dân thôi. Ở đây đó nó có một người, trăm người. Không để là, đọc lên nè, thì không để cho dân phải thiếu ăn, không để cho dân phải thiếu mặc, mà bây giờ ra nói như vậy nè. Không. Đang trao đổi không? Em để chậm cho trao đổi đi chứ. Không phải nha. Tôi thấy nè cái em này nè, cái em này với cái em đó là cái người, ba cái người này nè là tính đẩy cái quân sự này vô đây làm gì? Cái hai người này nè. Không phải là tụi ơi nói đây có quay phim được hết. Ở đây dân là tay công không à. Nè mấy chú mấy em nè đều có cha có mẹ đúng không? Mà nếu những cha mẹ của mấy chú á mà trường hợp ở trong góp cái hoàn cảnh cho tụi tôi đi rồi á là sẽ biết ha. Đừng có mở cửa mà sống mà không thể biết kẻ lớn người nhỏ, người ta là lớn nhỏ đầy đủ hết trơn á, mình phải biết chứ. Đó vậy kia đó dân quân đã nói đâu mà nó có biết đói đâu mà bà nói vậy. Dân quân nó no hết trơn rồi. Tiền có thì rút tiền của ông cho. À giờ nói gì xa xôi chuyện đơn giản rồi đó. Hồi đi chết người một nhà gạo luôn á. Người này không cho người một nhà gạo luôn. Tôi thấy một nhà gạo. Chuyện gì là mà to lớn nữa. Người kiếm sống không cho người ta đi. Người ta một nhà gạo trong đó luôn á. Một nhà chứ phải. Tiền không có mà còn vô thu tiền điện. Tiền chứ. Cung cấp thì không có. Không cho dân gia nè mà hồi sáng cho người vô. Không, cái lo ngày nào cũng để là không cho dân đói, không cho dân cho áo mặc. Không cho dân đói, không để cho dân đói. À, không cho dân đói. Không để cho dân ăn. Mà tối ngày cái phát cái lo là tài cung cấp ở bên đâu không à? Giờ trăm người. Rồi ở đây, ở trong cái xóm đây rồi có đồng nào không? Có một miếng gạo đâu không? Vậy phát cái lo làm gì? Mấy người phát cái lo làm gì? Bỏ nước tôi cân đóng thùng thì tụi em cũng đau lắm á. Bác cái lo làm gì vậy? Cho tốn điện rồi đây. Một phát lo cái mặt con bấm sinh đó. Còn buổi sáng nào ngày nào cũng bắt bài nào hay hay nhạc nhạc cũng được. Một người nói thôi. Người nói là có người nghe. Bác cái lo cho tốn điện. Nhà nước mấy chục tỷ cho dân, mà không thấy đâu, hàng tỷ. Sao hàng tỷ? Không để dân đói, không cơm tin đâu mà. Mà giờ cũng có cơm đâu mà nấu. Cơm đâu để nấu thì cho bác sữa cho bú. Vàng có nè bán ăn được không? Hả? Mà có cho ra hoài đó mà bán. Mà có cho cái hoài đó mà bán. Vậy mà đóng gạo bên nhà quá. Đó có nè, có gạo đây nha. Có muốn chết chôn gì vậy? Đó có gạo đây vậy nè. Có cho cái hoài đâu. Rồi đóng gạo bảnh làm gì vậy? Đóng gạo bảnh làm gì? Thấy đóng gạo bảnh mừng rồi không gì. Nó cuối cùng mừng. Có hộp nào đâu mà cho. Bây giờ là cũng mua thôi.
về tới nhà luôn. Còn lần này hỏi con cho có mấy trái chanh, mấy cụ xã hỏi con sao ăn nổi. Cô Phi, mà cho xã nè, cho chanh nè, xã chanh ăn cái gì? Bữa lễ này anh tính cho được 2 cái chanh trên với được 10 cái xã.